Và sau đây là một số hình ảnh buổi thắp nến, cầu nguyện và rước kiệu Đức Mẹ Mân Côi tại Giáo xứ Thánh Giuse tại thành phố Charlotte ở North Carolina. Kính thưa quý khán giả đài FPTN, nhiều nơi trên thế giới còn rất nhiều cảnh đổ máu, bạo lực, bất công xảy ra. Đời sống gia đình cũng gặp nhiều áp lực làm cho đời sống trở nên bất an. Tôn giáo là nơi giúp cho mọi người chạy đến bá víu cầu xin. Người Công giáo có thói quen cao đẹp trong tháng 10 kết những tràng mân côi thành những vòng hoa thiêng liêng dâng lên Mẹ Maria. Họ xem đây là một phương thuốc hữu hiệu nhất, có giá trị nhất. Hình ảnh của người Công giáo Việt Nam tại Giáo xứ Thánh Giuse, 4929 đường Sandy Porter, Charlotte, North Carolina 28273. Lúc 8 giờ tối thứ Bảy, ngày 5 tháng 10 năm 2013, có buổi thắp nến cầu nguyện. Năm nay, hình thức cầu nguyện rất khác lạ. Linh mục chính xứ Phêrô Trương Vĩnh Trị mời gọi mọi người thinh lặng, viết những điều suy nghĩ đã xảy ra trong cuộc sống vào mảnh giấy, sau đó gấp lại. Và cuộc rước nến được bắt đầu, mọi người cầm trong tay những ngọn nến được thắp sáng để xua tan bóng đêm, bóng tối của tội lỗi, của bất công, của bạo tàn, của những giả dối. Thay vào đó, thắp lên ánh sáng của đức tin, của niềm tin trông cậy. Họ vừa đi vừa hát về những bài hát ca tụng, khấn xin cùng Đức Mẹ. Đoàn người lần lượt tiến lên dưới chân tượng đài, bỏ vào cái lư những mảnh giấy đã ghi những điều khấn xin cho bản thân, cho con cái, cho gia đình, cho giáo xứ, cho giáo hội, cho xã hội, cho đất nước. Vị chủ tế đã châm lửa đốt, dâng lên cho Đức Mẹ. Qua Mẹ Maria chuyển cầu lên với Thiên Chúa, xin tuôn đổ muôn hồng ân, ân phúc xuống cho nhân loại giữa những sự đau khổ, thử thách đời này. Và Ngài chia sẻ như sau. Chúng ta cùng nhau viết những điều gì làm cho chúng ta cảm thấy là bây giờ mình nói lên, muốn bày tỏ được cái lòng biết ơn của mình. Chẳng hạn như về công an việc làm của mình, về gia đình của mình, tất cả những điều nó liên quan đến cuộc sống của mình. Cho nên tối nay là một cái dịp để chúng ta cùng lắng đọng tâm hồn của mình lại. Ba một cái cử chỉ rất là đơn sơ, nhưng mà mình nói là hiện tại được nghe cái lòng biết ơn của mình đối với Mẹ Maria tiếp xuống. Rồi chúng ta xếp lại từ đầu mình mang nhau đây nào mà đó là chúng ta riêng mình để lại cho con nghe, mình khi nào mình cùng nhau dâng lên những cái trăm một lần dâng cho nó là dâng lên. Qua ngày hôm sau, Chủ nhật ngày 6 tháng 10 năm 2013, trước khi cử hành thánh lễ lúc 8 giờ 30 và thánh lễ 10 giờ 30 sáng, mọi người tham dự cuộc rước kiệu kính Đức Mẹ Mân Côi. Con người đang sống giữa một thế giới vật chất đầy quyến rũ và con người đang bị lôi cuốn theo bởi những tiện nghi, những thoải mái của cuộc sống, đã làm cho đời sống tâm linh, lòng đạo đức của con người dần dần bị suy giảm và xa dần Thiên Chúa. Rước kiệu kính Đức Mẹ có nghĩa là Đức Mẹ cùng đồng hành với mọi người, và linh mục chính xứ Phêrô Trương Vĩnh Trị mời gọi giáo dân hãy đến với Đức Mẹ, cầu nguyện với Đức Mẹ qua việc lần chuỗi mân côi hàng ngày một cách sốt sắng để lãnh nhận được nhiều ơn lành phúc đức. Tôi buổi văn bằng tường trình cho đài FPTN tại Giáo xứ Thánh Giuse, thành phố Charlotte, tiểu bang North Carolina. Với phóng sự vừa rồi, chúng tôi xin kết thúc chương trình phát hình hôm nay. Thì Nga thân mến, chúc quý vị một cuối tuần an vui và hẹn tái ngộ cùng quý vị trong buổi phát hình trưa mai.